Bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Bạn đã bao giờ kinh nghiệm được nguồn sức lực sung mãn từ nơi Đức Chúa Trời khi bạn xưng nhận mình yếu đuối trước mặt Chúa chưa? Khi bạn yếu đuối cũng là lúc bạn mạnh mẽ, vì Chúa ban năng lực khi bạn nương dựa vào Ngài. Chúa biết rõ bạn là ai, Ngài thấu những nỗi đau của bạn và biết trước tương lai của bạn. Bạn sẽ không bao giờ cô đơn vì Chúa luôn ở bên. Ngài là đấng luôn bảo vệ bạn khỏi mọi hiểm nguy. Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2023, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Beth Batch qua chủ đề Vần đá muôn đời. Đôi lúc chúng ta cảm thấy mình không còn đủ sức để đạt được những mong ước và hoài bão của mình. Nói cách khác, chúng ta cảm thấy linh hồn mình nao sờn và mỏi mệt. Trong những lúc ngã lòng, lời Chúa trong Kinh Thánh nhắc chúng ta nhớ đến vị vua nổi tiếng là David. Ông là tấm gương để khích lệ chúng ta chiến thắng trong cơn hoạn nạn. Dù phải đối diện với cơn hoạn nạn, nhưng David vẫn nhớ Đức Chúa Trời là nơi nương náu của ông và là đấng bổ lại sức cho ông. David viết trong Thi Thiên thứ 18 câu 1 câu 2 rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực của con yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va là vần đá của con, đồn lũy của con và là đấng giải cứu con. Đức Chúa Trời là vần đá của con, là nơi con nương náu. Ngài cũng là cái khiên, là sừng cứu rỗi và là nơi ẩn náu của con. Dù phải đối diện với thử thách, nhưng David vẫn tôn vinh Chúa và xưng nhận mình là người yếu đuối. Toàn bộ sức mạnh của ông nằm trong tay đấng khôn ngoan, đầy quyền năng và là đấng tạo dựng nên ông. David nhận biết mình là người yếu đuối, nên ông cầu nguyện với Chúa và nói với Chúa rằng ông hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí kính mến Đức Chúa Trời. Ông tin chắc rằng Chúa sẽ ban sức lực cho ông cách mạnh mẽ. Trong cuộc đời của vua David, ông đã trải qua rất nhiều đau khổ. Ông đau khổ và thất vọng vì cớ tội lỗi của mình. Ông cũng biết rằng dù mình chối bỏ Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không lìa bỏ ông. Ngài ban cho ông lòng dũng cảm để quay về, ăn năn và tìm kiếm Ngài. Chuyện xảy ra với David khiến tôi nhớ lại vụ tai nạn xe vài năm trước đây. Lúc đó, tôi là chàng thanh niên trẻ tuổi, hết sức hào hứng vì lần đầu tiên được lái xe ô tô. Nhưng vì lái xe trong khi trời mưa to mà tôi lại thiếu kinh nghiệm để xử lý tình huống, nên tôi bị lệch tay lái, khiến chiếc xe bị lật. Đó là trải nghiệm kinh khiếp trong cuộc đời của tôi. Trong khoảnh khắc kinh sợ đó, tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt lại và hết lòng khẩn thiết cầu xin Chúa giải cứu tôi. Ngoài Chúa ra, chẳng ai có thể giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh đó. Sau lần suýt mất mạng đó, tôi nghĩ rất nhiều đến vua David. Ông cũng từng nhiều lần cảm thấy cô đơn, phải vùng vẫy trong thử thách. Nhưng cảm tạ Chúa vì Ngài chẳng bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúa nuôi nấng chăm sóc chúng ta như gà mái ấp đàn con của mình. Tôi nhớ trong giây phút cận kề sự chết, lúc ô tô của tôi bị lật, Chúa đã khiến nhiều người đến kịp thời để cứu tôi ra khỏi xe và gọi xe cứu thương đưa tôi đến bệnh viện. Ngài chữa lành cho tôi, giúp tôi giành lại sự sống giữa lằn ranh của sự chết. Thật vậy, Chúa không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Lời Chúa được chép trong sách Thi Thiên thứ 18 đem lại niềm hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ chúng ta khỏi kẻ ác. Ngài yêu thương chúng ta vô bờ bến. Ngài là đấng giải thoát chúng ta khỏi những hoàn cảnh khổ đau và sự tấn công từ ma quỷ là kẻ thù chúng ta. Lời Chúa nhắc cho chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Lời Chúa là lời trọn vẹn và linh nghiệm trên đời sống của chúng ta. Lời Ngài là lời quý báu và hằng còn đời đời. Đường lối của Ngài luôn luôn đúng. Chúng ta tin cậy Chúa là đấng thành tín. Ngài sẽ giải cứu chúng ta giống như Ngài giải cứu David thoát khỏi cảnh gian nguy khi ông kêu cầu Ngài. Tôi đã nhiều lần kinh nghiệm được Đức Chúa Trời giải cứu. Khi đối diện với những vấn đề trong cuộc sống, tôi luôn tìm kiếm lời Ngài để giúp tôi vượt qua mọi thách thức. Tôi biết chắc rằng Đức Chúa Trời là đấng duy nhất giúp tôi có quyết định tốt nhất cho tất cả vấn đề mà tôi đang đối diện. Đôi lúc những việc xảy ra không theo ý muốn của tôi, nhưng tôi biết chắc rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị và Ngài biết điều gì tốt nhất cho tôi và cho mục vụ mà tôi đang cộng tác hầu việc Chúa. Xin lời Chúa đầy dẫy trong lòng mỗi chúng ta để chúng ta vững vàng tin rằng Ngài là đấng gìn giữ
chở che và giúp chúng ta chiến thắng mọi vấn đề. Ngài vui lòng khi chúng ta tin cậy Ngài và làm theo ý muốn của Ngài. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài luôn luôn gìn giữ, chăm sóc con trong mọi lúc, mọi nơi. Xin Chúa giúp con biết tìm kiếm và vâng theo lời Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con, dù ở trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, thì vẫn hết lòng kính mến Ngài và làm theo ý muốn tốt lành của Ngài trên đời sống của con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, lời Chúa trong Kinh Thánh dẫn dắt bạn vượt qua những hoàn cảnh mà bạn đang đối diện hiện nay như thế nào? Bạn có tin cậy Chúa là đấng giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất không? Nương trên Giêsu như tắm đã khô, các chỗ đừng khang, giường cát luôn thôi. Tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi công nghĩa với huyết Giêsu mà thôi. Thật tôi không dám y sợ nặng tôi, duy đứng vững chắc trên Giêsu thôi. Nương trên Giêsu như tăng đã khôi, các chỗ đừng khang, dường cắt luôn thôi. Thật bao nơi kia giống như xa bồi. Dầu khi bóng tối khuất lấp thiên nhan, tôi quyết đứng vững trên ơn Ngài ban. Dầu gặp sông tố phong ba kinh thiên, tôi quyết nắm chắc lấy neo bình yên. Nương trên Giêsu như tăng đã khôi, các chỗ đừng khang, giường cát luôn thôi. Thật bao nơi kia giống như xa bồi. Nhờ giao ước với huyết bao tuôn rơi, tôi đứng vững giữa cơn ba đào sôi. Trời kia tuy cuốn, đất kia tiêu tan, tôi núp bóng Chúa luôn luôn bình an. Nương trên Giêsu như tăng đã khôi, các chỗ đừng khang, giường cát luôn thôi. Thật bao nơi kia giống như xa bồi. Kìa khi Chúa đến với tiếng loa vang, tôi sẽ đứng với Chúa trong hào quang. Mình tôi khoác áo trắng Chúa ban cho, đứng trước đấng thánh tôi không sợ lo. Nương trên Giêsu như tăng đã khôi, các chỗ đừng khang, giường cát luôn thôi. Thật bao nơi kia giống như xa bồi. Nương trên Giêsu như tăng đã khôi, các chỗ đừng khang, giường cát luôn thôi. Thật bao nơi kia giống như xa bồi. Thank you.
Quý thính giả thân mến, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thật vui được đồng hành cùng quý thính giả khắp nơi trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Cảm tạ Chúa, mỗi buổi sáng tôi đều nghe lời của Chúa và chương trình tỉnh nguyện hàng ngày của OneWay. Chúa đã dùng nhiều tác giả ở khắp mọi nơi để kể về câu chuyện của họ trên hành trình theo Chúa. Sẽ có lúc thăng lúc trầm, và mặc dù câu chuyện của cái tác giả đó và hoàn cảnh của tôi đôi khi nó sẽ không giống nhau, nhưng mà qua mỗi một bài chia sẻ, Chúa đều dạy tôi một bài học rất là riêng cho mình. Và tôi nhận ra là mình không hề đơn độc trên cái bước đường theo Chúa. Và quan trọng là chương trình của Chúa luôn luôn tốt lành cho tôi. Cảm ơn một phụ quanh quay đã khích lệ đời sống đức tin của tôi cũng như nhiều người khác. Nguyện Chúa tiếp tục đồng hành và ban ơn trên một phụ muốn thật hết lòng. Thật cảm ơn Chúa khi gia đình được ở trong lời Chúa. Lời Chúa trong chương trình ngày hôm nay cảm động quý thính giả điều gì không? Hãy cậy ơn Chúa và bước đi trong năng quyền của Ngài để thực hành điều Chúa nhắc nhở nhé. Và hãy chia sẻ cùng chương trình những kinh nghiệm tươi mới của quý vị. Thân chào và hẹn gặp lại!